Không mất nữa, còn chơi nữa. Không yên đâu, cái này không yên đâu. Không yên đâu, không yên đâu. Có cái gì mà không chịu thúi mấy ông ơi? Chịu với tôi không chờ tôi có giục đâu. Không có lên đâu. Chạy nghỉ mệt đi bà nậu. Nghỉ mệt mà xuống đây. Bà ơi mình lên nhóm nha. Bán hồ của mình không lại cho tôi đi. Bán hồ của mình á. Bác hồ của mình á là 21 tuổi là ổng đi xuống bến nhà rồng để ổng đi cứu nước. 53 tuổi ổng mới về chú. Chết á, chết à, cái này chết à. Chết á, mệt lắm mới chết à. Cứu đâu phải là yên đâu. Anh lấy chị ra thôi được rồi. Được rồi, được rồi. Cứu được mình bác rồi, rồi bắt đầu là về Việt Nam mình. Chị ơi, chị lên nói đi chết. Nước mình. Mà nó dám chữ ổng á, nó đòi hạ nguyện ổng chứ. Ba đạo mày suốt đời mày chưa có được lợi gần cái răng của bên của bác tao nữa chứ đừng nói là mày nói mày được. Ba đời mày chưa lợi được cái gần cái răng của bác tao nữa. Cái hạng của mày đâu có được bước chân vô đó. Cái hạng mày suốt đời chưa được đâu đó nữa. Đừng nói mà mày nói. Quay anh tại vì kìa anh không có vừa vô cái máy của tôi quen được. Bà con ơi, bây giờ là nó đang phá ở từng dứ rồi đó, nó vô hình từng rồi đó, bây giờ nó đang giải tán bà con ra để cho cuộc này cháy á. Và bà con ơi, tôi là Dương Văn Thả và gia đình của tôi xin nguyện hy sinh để cho thế giới chứng minh và chấn cổ thằng đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng bán nước và toàn dân từ Nam tới Bắc đều khổ trước khi chúng tôi ra đi, nhắm mắt hy sinh vì tổ quốc, vì dân tộc và yêu cầu mọi người còn lại xin đoàn kết một lòng, đứng dậy, chống lại đảng Cộng sản và tiêu diệt đảng Cộng sản, yêu cầu quốc tế và lập cái hiến pháp nhân quyền của Cộng sản đã ký và để tiêu diệt đảng Cộng sản. Gia đình chúng tôi xin sẵn sàng hy sinh hết cả nhà rồi, không còn người nào hết, 9 người từ lớn tới nhỏ, em bé 4 tháng và cũng không còn đường sống vì bỏ đói. Bữa nay nữa là 15 ngày rồi mà nó hành đã ngày đêm rồi, suốt ngày suốt đêm đá chọi vô đầy nhà cây cối, hiện giờ nó đang phá tường, nó đang phá tường vô đó bà con ơi. Và nếu nó vô chúng tôi thấy cùng đường thì chúng tôi sẽ có xăng và có bình ga, nổ một phát thì cả nhà không còn ai sống. Và xin thưa quý vị yên tâm, tôi không để cho Cộng sản bắt chúng tôi. Và nhất quyết một lòng, sống cũng
nếu sống mà còn cộng sản thà chết sướng hơn. Việt Nam nếu sống mà còn cộng sản thà chết hết nước Việt Nam sướng hơn để sống mà còn cộng sản. Vì còn cộng sản nó bán nước cho Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ giết hết nước ta. Đức Thầy Phật Giáo Hòa Hảo, độ đệ tử và tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Dương Văn Thả, Tha Thiết Kim Sơn Phật và Phật Thích Ca Mâu Ni và cầu với tất cả Thiên Chúa Giáo ở các miền và cao đài, tôn giáo cao đài các miền và tôn giáo tinh lành các miền cầu cho toàn dân tộc quốc thới dân an và nước Việt Nam yêu cầu được tự do hạnh phúc, gia đình con chấp nhận đổi mạng. Hiện giờ nó lấy vô hết một tầng, nó lấy vô hết một cửa, nó phá cắt hết một cửa rồi, nó vô khắp dưới sàn hết rồi. Bây giờ chỉ còn có cái gác mà bây giờ nó đang đập tường nữa đó. Nó đang đập tường và nó đập tường rồi mà nãy giờ nó mở cửa rồi mà nó đứng ngoài, nó đang giải tán bà con chánh chỗ đặng cho cuộc cháy này nổi dậy. Và thế giới nếu có vệ tinh không ảnh làm ơn quay trực tiếp đến giờ này. Nam mô A Di Đà Phật. Nhất quyết gia đình sinh tử vì nước, vì dân tộc. Không cho cộng sản bắt bằng mọi giá, yêu cầu mọi dư luận viên đấu tranh với dân chủ quốc tế phải đoàn kết. Tất cả hậu đoàn quốc tế ai ai cũng phải đoàn kết. Và tất cả nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước cũng phải đoàn kết. Tôi có lỡ lời gì sai với tất cả hậu đoàn nào và đều cho tôi xin nhận cái lỗi vì nhân vô thập toàn. Tôi yêu cầu nhất là tất cả tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo phải nhìn thấy được và ở gần nơi tôi và quan tâm, và tất cả các tôn giáo nói chung và tất cả dân tộc. Cô bác ơi, tôi không muốn bỏ cô bác, anh chị, toàn dân tộc là cha mẹ của tôi không muốn bỏ quý vị ra đi. Tại vì hoàn cảnh này nó sẽ bắt buộc, thì chúng tôi xin sẵn sàng ra đi để đổi lấy lại tự do cho toàn dân tộc. Yêu cầu toàn dân tộc ở lại, biết lo tu hành làm lành về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đó là nền tảng của quý vị ở đất Trần gian là hoàn toàn khổ đau. Và cầu chúc cho hết cả thế giới năm châu, thế gian này là tạm giả, có ngày chúng ta phải đã tan. Như vậy thì dù ngày nào tôi có chết nằm xuống đất nước có được tự do, tôi yêu cầu quý vị ăn chay, cúng lại, niệm Phật, làm lành. Đúng theo lời Phật Thánh Tiên chỉ dạy để quý vị về cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn trở lại cứu giúp chúng sanh. Chứ nếu quý vị được tự do, ngày nào đất nước tự do, tôi yêu cầu tất cả các anh em nhà tù, tất cả bà con, đừng nên ăn mừng mà sát sanh hại vật. Vì ngày đất nước được tự do thì tất cả các loài thú nó cũng mừng. Cô bác anh chị nếu có được tự do, đừng sát giết trâu bò heo để làm ăn mừng, đừng giết tất cả các loại ngựa chó dê, đừng giết tất cả các loài mà làm lễ ăn mừng. Vì chúng ta bị cộng sản giết chúng ta quá khổ, mà chúng ta được tự do chúng ta sát giết loài thú để ăn mừng thì tội nghiệp cho loài thú kia. Tôi mong nhất ông bà cô bác anh chị em lấy đạo làm gốc, lấy đạo làm con đường. Đức Thầy nói đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Và ông bà cô bác, tôi cũng hy sinh vì một cái đất nước quê hương. Tôi chỉ yêu cầu bà con còn lại ráng lo niệm Phật làm lành, tu hành tôn giáo nào cũng ráng lo tu hành để cho được thành Phật tiên thánh. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả các anh em còn lại ở trong tù, tôi xin nguyện một ngày nào tôi ra, ngày nào đất nước được tự do thì tôi sẽ thả tù. Nếu đất nước được tự do, nhờ những người được đứng lên sẽ thả hết tất cả các tù. Tù nào cũng thả hết, vì cộng sản nó hút máu, mọi người đau khổ quá mới đi vào con đường cùng tù tội, nó tự đặt người ta. Vì tất cả các gia đình anh chị em tù tội là nạn nhân của cộng sản, làm ăn không còn đường sống, người ta mới phạm tội này, phạm tội nọ là do đảng Cộng sản để sách siết chặt người ta vào tù. Tất cả những người nạn nhân, những người đau khổ mua gánh bán mưng, những người bị đảng Cộng sản cướp bóc, thì đề nghị quý vị phải tỉnh thức ngay chân giờ này là giờ cao điểm. Và ngày 30 tháng 4, toàn dân đều nổi dậy để lật đổ đảng Cộng sản, cứ cầm cờ vàng ba sọc đỏ, thà bỏ xác không bỏ cờ vàng ba sọc đỏ.
Việt Nam Cộng Hòa muôn năm. Bà con nhớ là thà bỏ xác chứ không bỏ cờ vàng ba sọc đỏ. Ai chưa có cứ mai lẻ lên ngày 30 tháng 4. Chúng ta cương quyết tất cả các tỉnh, thôn quê, tỉnh thành. Thà là bỏ xác, không bỏ cờ vàng ba sọc đỏ. Lấy cờ vàng ba sọc đỏ, Việt Nam Cộng Hòa mới có tự do. Tôi chấp nhận hy sinh. Vô giết giờ nào, gia đình của tôi bây giờ ở đây đó, nó mở cửa nó vô hết rồi. Bây giờ ở trên nhà là không dám đi ra. Bây giờ đi ra thì ở dưới nó bắn lên. Thành ra gia đình không dám đi nữa. Báo với quốc tế khẩn cấp, không thể nào quá 10 tiếng đồng hồ nữa, gia đình sống không nổi. Bây giờ nó đang dí xung quanh, nó đang giải tán xung quanh để cho trận cháy này xảy ra. Nhưng chúng tôi xin hứa quý vị, giờ nào chúng tôi cùng đường thì chúng tôi mới phật lỡ. Mà khi chúng tôi phật lỡ thì tích tắc bình ga sẽ nổ, gia đình 9 người không còn một người nào cả. Lời nói của Dương Văn Thả và nói nhiều lần yêu cầu ông bà, cô bác, anh chị em bất cứ từ trong nước và ngoài nước phải nhớ ơn tất cả nước tự do. Đó, bây giờ anh đang giải tán, vụ cháy nổ xảy ra đó. Bà con đang niệm Phật tiếp dùm đi, bây giờ nó đang vô đó. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Con uống miếng đi con. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đây tôi gọi đèn cho nhỏ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Không sao đâu con. Bình tĩnh đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Còn khóc nữa. Cầm làm không đặng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nghe này nè, đừng ngồi nữa nè, tập trung nè. Chờ giờ này kêu đổ xăng là đổ nè. Nam mô A Di. Giá này không có ngồi nữa, mình niệm Phật là mình trong tứ quan nghiêm. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Mở nắp ra tú cái xịt đó cho cháy ngoài đó. Cháy ngoài đó chứ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Xin báo với toàn thể bà con, bây giờ là nó từ giá dài trăm người ngày đêm. Giờ
siêu đang đậu trong đường đó. Quỳnh Quốc Huy. Dạ, Quỳnh Quốc Huy, có Quỳnh Quốc Huy ha. Dạ, tôi thấy à. Dạ, giờ này trên dưới khoảng 500-700 người là ngày ngày đêm đêm, giờ nào cũng vậy, nó đang tấn công vô tường rồi. Bây giờ nó phá mình hết một tầng rồi, bây giờ còn nó tới một cửa nữa đó là mình phải chịu đi vào nổ bình đó, chứ không còn đường nào khác. Và tất cả các anh em nhớ từ Lisa hay là bất cứ ai ở nước ngoài hoặc ở quốc nội, chúng ta phải đoàn kết một lòng đấu tranh cho dân chủ. Và nên đoàn kết một lòng. Và bà con nên nhớ Dương Văn Thả này khi nhắm mắt chào đời thì còn lại những điều gì tôi đã sơ sót với anh em thông cảm quan hỷ. Và đến đây, và đến cái câu trả lời để cho cuộc đời của gia đình của Hai Thả sẽ trả lời cho dân tộc biết rằng toàn gia đình Hai Thả chỉ biết hy sinh cho dân tộc, cho tổ quốc mà thôi. Vậy anh em mong anh em, tất cả các anh em phải đoàn kết, anh em mới đủ khả năng lật đổ cộng sản. Chắc có thể đây tới tối, không biết giờ nào. Và có thể nếu nó đã vô hết một khớp rồi, bây giờ nó đặt nghẹt hết một khớp đó rồi, giờ còn khớp nữa là đã nổ bình đó. Mọi người ơi, có ai có thể giúp được gia đình con không? Gia đình con chết thế này. Có ai có tìm cách nào mà cứu gia đình con? Gia đình con bây giờ chết thế này, có ai cứu gia đình con không? Thôi đừng khóc. Dạ bà con, bây giờ nếu bà con vậy thì bà con cứ tràn ngập, bà con cứ kéo bố tình la dồn về nơi này đi. Và bà con nếu tranh thủ nhất là bà con đi liền, mà ai nấy đi liền, tràn ngập về nơi này hết đi. Và ở đây bà con cứ về thẳng đông xèo xèo lên, bà con về liền bây giờ đi. Và mới có đường cứu, chứ nếu bà con để trễ là có thể không cứu được. Yêu cầu bà con tất cả các tỉnh, và nếu bà con có cơ hội thì bà con tranh thủ đi liền giờ này, bà con tràn ngập về để bà con... về ngay chân xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Bà con cứ tràn ngập về, bà con sẽ dồn khắp nơi về hết dùm đi. Đây là cứu nguy trước nhất. Và Dương Văn Thả xin yêu cầu tất cả bà con hãy dồn về, và dồn về lẻ lên. Và bà con cứ dồn thẳng về đi, giờ này sẽ nguy ngập rồi đó. Bà con cứ đến đi. Và Dương Văn Thả nhu cầu mọi người phải lên xe đi liền giờ này đi. Và tới đây ban đêm cũng còn được. Bà con có chấp nhận hy sinh cuộc đời mình mới nổi dậy được. Và tất cả các anh em cảm tử từ bất cứ ở đâu đâu, và nếu tranh thủ giờ này, và chúng ta tới đi. Chúng ta còn một cái phần cửa nữa. Và nếu nó khóa một phần cửa nữa thì mới được. Thành ra bây giờ, và tôi đang chờ bà con. Dạ, đang chờ bà con các nơi nên sạn đồ đi xe liền đi, và lên đường liền, tràn ngập về ngay chân cái xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Tôi chỉ mong được bấy nhiêu, và quốc tế tới thì chưa biết chừng nào. Và thì bây giờ bà con mình cứ nóng ruột ở trong nước, mình cứ tràn ngập về hết dùm. Thành thật cảm ơn, đây là lời nói cuối. Bà con cứ đi về, bà con chấp nhận đi, còn nếu không thì tụi mình cũng bị Trung Quốc giết chết hết à. Bà con cứ tràn ngập lên, bà con cứ đông người cứ la lên là yêu cầu đảng Cộng sản phải trả quyền cho ông gia đình ông Dương Văn Thả, và không còn tấn công giết Dương Văn Thả như thế đó nữa. Cả gia đình, cả em bé, cả người già, 9 người. Và bà con cứ lập tức đi. Bà con ơi, tất cả người đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo, các nơi đồng đứng dậy một lượt, và để cứu lấy quê hương. Và bà con cứ tới, quốc tế tới nữa là chuyện của quốc tế nữa. Bây giờ bà con... và trong làng tất cả các huyện. Bà con cứ làm giùm. Tôi thành thật cảm ơn. Còn cái đó là còn đường cứu. Giờ tất cả các anh em cảm tử. Anh em nào để vì thương dân tộc. Anh em hãy tới đây liền đi. Và anh em đừng chờ gì nữa hết. Cảm ơn nhiều nha. Lời nói cuối. Và mời quý vị. Và quý vị tới càng sớm càng tốt. Quý vị cứ la lên.
và yêu cầu Đảng Cộng sản phải trả người cho được tự do ở nước Việt Nam. Quý vị cứ kéo cờ vàng ba sọc đỏ lên, quý vị cứ đi thẳng lên, bây giờ không còn chờ đợi. Và cô bác anh chị em trong nhà của tôi bây giờ đã nằm hết rồi, không còn ai ngồi nổi nữa hết, chỉ còn chờ khóa một vòng cửa nữa thôi là đã nổ bình ga là chết hết. Bà con cứ lẹ lên, bà con đừng sợ chết nữa, bà con cùng tôi nổi dậy đi. Rồi, tôi đón bà con cứ y như vậy nha, tôi chỉ mong cầu bao nhiêu là lời nói cuối, nếu không được nữa thì tôi xin vĩnh biệt nghìn thu. Mà tôi tin chắc rằng bà con các tỉnh và bà con hãy trở về lập tức, và cảm ơn. Rồi, bà con cứ y như vậy, bà con cứ y như vậy, bà con cứ lên đường đi. Tôi thấy bà con ủng hộ quá đông, và bà con cứ lên đường đi bà con ơi. Và lên đường đi thẳng về đi, bà con cứ tranh thủ được sớm giờ nào tốt giờ đấy. Cảm ơn nhiều. Và gia đình tôi xin chấp nhận, nếu chuyện gì xảy ra, xin hy sinh cho dân tộc, không có gì sợ. Trước cũng chết, sau cũng chết. Nhưng tôi tin chắc rằng còn cơ hội bà con tràn ngập tới đây là cơ hội của trời đất sắp định. Vì bà con hãy đứng lên đường, đi luôn, cả nam lẫn nữ, từ lớn tới nhỏ, Phật giáo Hòa Hảo, các huyện, các tỉnh, và tất cả các tôn giáo từ miền Trung, miền Bắc, và ông bà cứ tràn ngập về. Tôi thành thật cảm ơn, và cảm ơn quý vị với tôi một dòng máu. Rồi, cảm ơn nhiều, lời nói cuối. Và tôi, quý vị đừng đi đừng kể ngày đêm, và quý vị cứ đi tràn về dùm, cảm ơn nhiều. Nam mô A Di Đà Phật, mong quý vị y lời. Đông thì đông, mình sợ nó đông hoài mình không có làm. Bà con các tỉnh tranh thủ đi lên đường liền, và đi liền, không nói ngày đêm. Tôi chỉ tha thiết bà con cứ tập trung lại, và bà con cứ cương quyết nói thẳng là Đảng Cộng sản phải trả người tự do cho dân tộc Việt Nam. Bà con cứ làm liền đi, đừng để trễ thì tôi có khả năng và không còn. Rồi, cảm ơn bà con nhiều, tôi xin quyết sống với bà con. Và Dương Văn Thọ xin quyết sống với bà con, nếu sống không được cuối cùng Dương Văn Thọ mới chết. Vì bà con giờ này tôi tin chắc rằng trời Phật độ, bà con sẽ đi kịp á, lên đường liền. Và ai nghe được tin này xin chia sẻ cho mọi người, và xin điện thoại cho mọi người liền tức khắc, giáp dòng hết. Giờ nào cũng vậy, nó đang tấn công vô tường rồi. Bây giờ nó phá mình hết một tầng rồi, bây giờ còn nó tới một cửa nữa đó là mình phải chịu đi vào nổ bình đó, chứ không còn đường nào khác. Và tất cả các anh em nhớ, từ Lisa hay là bất cứ ai ở nước ngoài hoặc ở quốc nội, chúng ta phải đoàn kết một lòng đấu tranh cho dân chủ, và nên đoàn kết một lòng. Và bà con nên nhớ Dương Văn Thả này, khi nhắm mắt chào đời thì còn lại những điều gì tôi đã sơ sót với anh em thông cảm hoan hỷ. Và đến đây, và đến cái câu trả lời để cho cuộc đời của gia đình của Hai Thả sẽ trả lời cho dân tộc biết rằng toàn gia đình Hai Thả chỉ biết hy sinh cho dân tộc, cho tổ quốc mà thôi. Vì anh em, mong anh em, tất cả các anh em phải đoàn kết, anh em mới đủ khả năng lật đổ Cộng sản. Chắc có thể đây tới tối, không biết giờ nào, và có thể... Nếu nó đã vô hết một khớp rồi, bây giờ nó đặt nghẹt hết một khớp đó rồi, giờ còn khớp nữa là đã nổ bình đó. Mọi người ơi, có ai có thể giúp được gia đình con không? Gia đình con chết thế này. Có ai có tìm cách nào mà cứu gia đình con? Gia đình con bây giờ chết tới nơi, có ai cứu gia đình con không? Thôi đừng khóc. Dạ bà con, bây giờ nếu bà con
vậy thì bà con cứ tràn ngập, bà con cứ kéo bố tình la dồn về nơi này đi. Và bà con nếu tranh thủ nhất là bà con đi liền, mà nay nấy đi liền, tràn ngập về nơi này hết đi. Và ở đây bà con cứ về thẳng đông xèo xèo lên, bà con về liền bây giờ đi, và mới có đường cứu. Chứ nếu bà con để trễ là có thể không cứu được. Yêu cầu bà con tất cả các tỉnh, và nếu bà con có cơ hội thì bà con tranh thủ đi liền giờ này, bà con tràn ngập về để bà con về ngay chân xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Bà con cứ tràn ngập về, bà con sẽ dồn khắp nơi về hết dùm đi. Đây là cứu nguy trước nhất. Và Dương Văn Thả xin yêu cầu tất cả bà con hãy dồn về, và dồn về lẻ lên. Và bà con cứ dồn thẳng về đi, giờ này sẽ nguy ngập rồi đó. Bà con cứ đến đi. Và Dương Văn Thả yêu cầu mọi người phải lên xe đi liền giờ này đi. Và tới đây ban đêm cũng còn được. Bà con cứ chấp nhận hy sinh cuộc đời mình mới nổi dậy được. Và tất cả các anh em cảm tử từ bất cứ ở đâu đâu, và nếu tranh thủ giờ này, và chúng ta tới đi, chúng ta còn một cái phần cửa nữa, và nếu nó khóa một phần cửa nữa thì mới được. Thành ra bây giờ, và tôi đang chờ bà con, và đang chờ bà con các nơi nên sạn đồ đi xe liền đi, và lên đường liền, tràn ngập về ngay chân cái xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Tôi chỉ mong được bấy nhiêu, và quốc tế tới thì chưa biết chừng nào. Và thì bây giờ bà con mình cứ nóng ruột ở trong nước, mình cứ tràn ngập về hết dùm. Thành thật cảm ơn. Đây là lời nói cuối. Bà con cứ đi về, bà con chấp nhận đi. Còn nếu không thì tụi mình cũng bị Trung Quốc giết chết hết à. Bà con cứ tràn ngập lên, bà con cứ đông người cứ la lên là yêu cầu đảng Cộng sản phải trả quyền cho ông gia đình ông Dương Văn Thả, và không còn tấn công giết Dương Văn Thả như thế đó nữa. Cả gia đình, cả em bé, cả người già, 9 người. Và bà con cứ lập tức đi, bà con ơi. Vô hình từng rồi đó, bây giờ nó đang giải tán bà con ra để cho cuộc này cháy á. Và bà con ơi, tôi là Dương Văn Thả, và gia đình của tôi xin nguyện hy sinh để cho thế giới chứng minh và chấn cổ thằng đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng bán nước, và toàn dân từ Nam tới Bắc đều khổ trước khi chúng tôi ra đi, nhắm mắt hy sinh vì tổ quốc, vì dân tộc. Và yêu cầu mọi người còn lại xin đoàn kết một lòng, đứng dậy chống lại đảng Cộng sản và tiêu diệt đảng Cộng sản. Yêu cầu quốc tế và lập cái hiến pháp nhân quyền của Cộng sản đã ký, và để tiêu diệt đảng Cộng sản. Gia đình chúng tôi xin sẵn sàng hy sinh hết cả nhà rồi, không còn người nào hết, 9 người từ lớn tới nhỏ, em bé 4 tháng, và cũng không còn đường sống vì bỏ đói. Bữa nay nữa là 15 ngày rồi mà nó hành đã ngày đêm rồi, suốt ngày suốt đêm đá chọi vô đầy nhà cây cối. Hiện giờ nó đang phá tường vô đó bà con ơi. Và nếu nó vô chúng tôi thấy cùng đường thì chúng tôi sẽ có xăng và có bình ga, nổ một phát thì cả nhà không còn ai sống. Và xin thưa quý vị yên tâm, tôi không để cho Cộng sản bắt chúng tôi. Và nhất quyết một lòng, sống cũng, nếu sống mà còn Cộng sản, thà chết sướng hơn. Việt Nam nếu sống mà còn Cộng sản, thà chết hết nước Việt Nam sướng hơn để sống mà còn Cộng sản. Vì còn Cộng sản nó bán nước cho Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ giết hết nước ta. Đức Thầy Phật Giáo Hòa Hảo, độ đệ tử và tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Dương Văn Thả Tha Thiết Kim Sơn Phật và Phật Thích Ca Mâu Ni, và cầu với tất cả Thiên Chúa Giáo ở các miền, và cao đài tôn giáo cao đài các miền, và tôn giáo tinh lành các miền, cầu cho toàn dân tộc quốc thới dân an, và nước Việt Nam yêu cầu được tự do hạnh phúc. Gia đình con chấp nhận đổi mạng. Hiện giờ nó lấy vô hết một tầng, nó lấy vô hết một cửa, nó phá cắt hết một cửa rồi, nó vô khắp dưới sàn hết rồi. Bây giờ chỉ còn có cái gác, mà bây giờ nó đang đập tường nữa đó. Nó đang đập tường, và nó đập tường rồi mà nãy giờ nó mở cửa rồi, mà nó đứng ngoài, nó đang giải tán bà con tránh chỗ, đặng cho cuộc cháy này nổi dậy. Và thế giới nếu có vệ tinh không ảnh, làm ơn quay trực tiếp đến giờ này. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất quyết gia đình sinh tử vì nước, vì dân tộc, không cho Cộng sản bắt bằng mọi giá.
yêu cầu mọi dư luận viên đấu tranh cho dân chủ quốc tế phải đoàn kết. Tất cả hậu đoàn quốc tế ai ai cũng phải đoàn kết. Và tất cả nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước cũng phải đoàn kết. Tôi có lỡ lời gì sai với tất cả hậu đoàn nào và đều cho tôi xin nhận cái lỗi vì nhân vô thập toàn. Tôi yêu cầu nhất là tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải nhìn thấy được và ở gần nơi tôi và quan tâm, và tất cả các tôn giáo nói chung và tất cả dân tộc. Cô bác ơi, tôi không muốn bỏ cô bác, anh chị, toàn dân tộc là cha mẹ của tôi không muốn bỏ quý vị ra đi. Tại vì hoàn cảnh này nó sẽ bắt buộc, thì chúng tôi xin sẵn sàng ra đi để đổi lấy lại tự do cho toàn dân tộc. Yêu cầu toàn dân tộc ở lại, biết lo tu hành làm lành về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đó là nền tảng của quý vị ở đất trần gian là hoàn toàn khổ đau. Và cầu chúc cho hết cả thế giới năm châu, thế gian này là tạm giả, có ngày chúng ta phải đã tan. Như vậy thì dù ngày... không mất nữa, còn chơi nữa. Không yên đâu, cái điện yên đâu. Không yên đâu, yên đâu. Có cái gì mà không chịu thúi mấy ông ơi? Chịu với tôi không chờ, tôi có dục đâu. Không có lên đâu. Chạy nghỉ mệt đi bà nậu. Nghỉ mệt, nghỉ mệt xuống đi. Bà ơn mình anh nhóm nha. Thích thằng má chết, bán hồ của mình không để cho tôi đi. Bán hồ của mình á. Đứng dẫn anh nói với em. Bác Hồ của mình á là 21 tuổi nè, không đi xuống bến nhà rồng để ổng đi cứu nước. 53 tuổi ổng mới về cứu. Chết á, chết à, cái này chết à. Chết á, mệt lắm mới chết à. Cứu đâu phải là yên đâu. Thôi em lấy tiền cho tôi được rồi. Được rồi, được rồi. Cứu được mình bác rồi, coi bắt đầu là về miền Nam mình. Cái chị ơi, chị lên nói đi chứ. Nước mình. Mà nó dám chữ ổng á, nó đòi hạ nguyện tạm chân. Ba đạo mày suốt đời mày chưa có được rợ rằng cái răng của bác tao nữa, chứ đừng nói mà mày nói đi được. Ba đời mày chưa đỡ được cái răng của bác tao nữa. Cái răng của mày đâu có được bước chân vô đó. Cái răng mày suốt đời chưa được cái đâu đó nữa. Đừng nói mà mày nói. Cái thằng con tao á, cái thằng con tao nó mới 10 tuổi à. Mà nó nói mẹ con không cho nó được. Quay anh tại vì cha anh không có vừa vô cái máy nó tôi quay anh được. Quay đi, quay cho hổ máy đi.
Bà con ơi, bây giờ là nó đang phá ở từng dứ rồi đó. Bà con đang niệm Phật tiếp dùm đi, tiếp dùm đi. Bây giờ nó đang vô rồi đó. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Con uống miếng đi con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Không em ở đâu rồi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đây tôi gọi đèn cho nhỏ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Không sao đâu con, bình tĩnh đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đừng có khóc nữa, cầm lòng không đặng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nghe này nè, đừng có ngồi nữa nè, tập trung nè. Chờ cho nó kêu đổ xăng là đổ nè. Giá này không có ngồi nữa, mình niệm Phật là mình trong tứ quan nghiêm. Nam mô A Di Đà Phật. Mình niệm Phật mình trong tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mở nắp ra tứ cái xịt đó cho cháy ngoài đó. Cháy ngoài đó chứ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Xin báo với toàn thể bà con, bây giờ là nó từ giá dài trăm người ngày đêm giờ đang đậu trong biển đó. Không rồi. Quỳnh Quốc Huy. Dạ, Quỳnh Quốc Huy, có Quỳnh Quốc Huy ha. Dạ, tôi thấy à. Dạ, giờ này trên dưới khoảng 500-700 người là ngày đêm. Ngày nào tôi có chết nằm xuống đất nước có được tự do, tôi yêu cầu quý vị ăn chay cúng lại niệm Phật làm lành. Đúng theo lời Phật Thánh Tiên chỉ dạy để quý vị về cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn trở lại cứu giúp chúng sanh. Chứ nếu quý vị được tự do, ngày nào đất nước tự do, tôi yêu cầu tất cả các anh em nhà tù, tất cả bà con đừng nên ăn mừng mà sát sanh hại vật. Vì ngày đất nước được tự do thì tất cả các loài thú nó cũng mừng. Cô bác anh chị nếu có được tự do, đừng sát giết trâu bò heo để làm ăn mừng. Đừng giết tất cả các loại ngựa chó dê. Đừng giết tất cả các loài mà làm lễ ăn mừng. Vì chúng ta bị cộng sản giết chúng ta quá khổ, mà chúng ta được tự do chúng ta sát giết loài thú để ăn mừng thì tội nghiệp cho loài thú kia. Tôi mong nhất ông bà, cô bác, anh chị em lấy đạo làm gốc, lấy đạo làm con đường. Đức Thầy nói đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Và ông bà, cô bác
tôi cũng hy sinh vì một cái đất nước quê hương. Tôi chỉ yêu cầu bà con còn lại ráng lo niệm Phật làm lành, tu hành tôn giáo nào cũng ráng lo tu hành để cho được thành Phật tiên thánh. Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả các anh em còn lại ở trong tù, tôi xin nguyện một ngày nào tôi ra, ngày nào đất nước được tự do thì tôi sẽ thả tù. Nếu đất nước được tự do, nhờ những người được đứng lên sẽ thả hết tất cả các tù, tù nào cũng thả hết, vì cộng sản nó hút máu, mọi người đau khổ quá mới đi vào con đường cùng tù tội, nó tự đặt người ta. Vì tất cả các gia đình anh chị em tù tội là nạn nhân của cộng sản, làm ăn không còn đường sống, người ta mới phạm tội này phạm tội nọ là do đảng cộng sản để sắt siết chặt người ta vào tù. Tất cả những người nạn nhân, những người đau khổ mua gánh bán buôn, những người bị đảng cộng sản cướp bóc, thì đề nghị quý vị phải tỉnh thức ngay chân giờ này là giờ cao điểm, và ngày 30 tháng 4 toàn dân đều nổi dậy để lật đổ đảng cộng sản. Cứ cầm cờ vàng ba sọc đỏ, thà bỏ xác không bỏ cờ vàng ba sọc đỏ. Việt Nam Cộng Hòa muôn năm. Bà con nhớ là thà bỏ xác chứ không bỏ cờ vàng ba sọc đỏ. Ai chưa có cứ mai lẻ lên ngày 30 tháng 4. Chúng ta cương quyết tất cả các tỉnh, thôn, quê, tỉnh, thành. Thà là bỏ xác không bỏ cờ vàng ba sọc đỏ. Lấy cờ vàng ba sọc đỏ, Việt Nam Cộng Hòa mới có tự do. Tôi chấp nhận hy sinh, vô giết giờ nào gia đình của tôi bây giờ ở đây đó, nó mở cửa nó vô hết rồi, bây giờ ở trên nhà là không dám đi ra, bây giờ đi ra thì ở dưới nó bắn lên, thành ra gia đình không dám đi nữa. Báo với quốc tế khẩn cấp, không thể nào quá 10 tiếng đồng hồ nữa, gia đình sống không nổi. Bây giờ nó đang dí xung quanh, nó đang giải tán xung quanh để cho trận cháy này xảy ra. Nhưng chúng tôi xin hứa quý vị, giờ nào chúng tôi cùng đường thì chúng tôi mới phật lỡ. Mà khi chúng tôi phật lỡ thì tích tắc bình ga sẽ nổ, gia đình 9 người không còn một người nào cả. Lời nói của Dương Văn Thả và nói nhiều lần, yêu cầu ông bà cô bác anh chị em bất cứ từ trong nước và ngoài nước phải nhớ ơn tất cả nước tự do. Đó, bây giờ anh đang giải tán, vụ cháy nổ xảy ra đó.